Hello mọi người nhá. Em thương tranh thủ buổi chiều lên sóng cho cô chú chị Khang nhà mình một cục cẩm chỉ không ba 27 cân mọi người nhá. Đông đặc luôn. Còn chút xíu rác, hàng khô lắm rồi. Hàng này là một cam kết với mọi người là không tim. Đục đẽo các kiểu luôn. Không tim luôn mọi người nhá. Đây bao đẹp luôn. Vân chất vân một tí cho các bác xem cái đấy. Cục đây là có chiều cao là được 35 chuẩn nhé, phần thấp nhất đấy 35. Chiều ngang thì nó từ đây mọi người, từ mé đây mà qua tận bên đây là 60. Đó. Chiều dày của em nó là được 27-28. Đục cắt tiện được mọi người nhé, đục và cắt là tiện được. Đấy. Khô hết rồi. Chất vân thì bao đẹp mọi người nhé, cho mọi người xem cái đế luôn. Hàng này thì không còn gì để mà khô nữa rồi mọi người nhé, khô hết luôn rồi. Đế này mọi người này, đế là 43-26, quá đẹp luôn thật sự. Cục đây nếu mà đục tiện đều vip mọi người nhé. Quý cô chú chị thiện chí cục này liên hệ em thương nhé, 0338 918 991.